xin thân ái mến chào cả nhà nha. Sáng nay thì em lại có mặt tại đây để ghi hình cho cả nhà mình xem mình ảnh về sư Minh Tánh ha. Sư đang đi phẫu thuật tại Nha Trang đây cả nhà. Sư đang đi bộ hành rất là nhẹ nhàng trên đường luôn. Sáng nay thì em lại đứng rất xa luôn để ghi hình cho cả nhà mình cùng xem hình ảnh về sư Minh Tánh nha. Sư đang đi rất là đẹp. Hôm nay sư mặc cái áo màu xanh kết hợp với màu vàng và màu nâu, rất đẹp luôn cả nhà. Tuyệt vời quá cả nhà nha. Có một cô Phật tử bán dừa cả nhà nha. Cô cũng đang đi ngang và thấy sư đi bộ, thành ra là đứng lại cúng dường cho sư. Nhưng mà sư không nhận dừa cả nhà. Xin cảm ơn cô nha. Chúc cô dồi dào sức khỏe và nhiều phước báu. Sư vẫn tiếp tục bộ hành đi xuống cả nhà nha. Em đang đứng rất là xa luôn, túc ở bên này luôn cả nhà. Chỉ đứng này để quay qua bên kia thôi, không đứng gần để ảnh hưởng đến tu tập của sư nha cả nhà. Sư Minh Tánh cả nhà nha. Sư đang đi bộ hành rất là đẹp trên đường tại thành phố Nha Trang. Tuyệt vời. Sư đang đi tiếp tục đi bộ hành đi xuống cả nhà. Hôm qua thì em bận công việc thành ra không có ghi hình cho cả nhà xem được hình ảnh về sư Minh Tánh nha cả nhà. Sáng hôm nay thì lại chạy ra đây sớm để ghi hình cho cả nhà mình xem. Sư đang đi rất là nhanh luôn. Sáng nay sư không có đi trong chánh niệm, sư đi một cách bình thường luôn cả nhà. Sư đi rất là nhanh luôn. Và sư đang đi về hướng trên đường quốc lộ. Hình ảnh rất đẹp luôn cả nhà nha. Em đứng từ bên này đường để zoom qua bên kia cho cả nhà mình xem. Sư rất là mạnh khỏe nha cả nhà, rất tuyệt vời. Và đây chính là hình ảnh về sư Minh Tánh, người trong tăng đoàn của sư Minh Tuệ, đang bộ hành phẫu thuật tại thành phố Nha Trang vào buổi sáng ha. Rất đẹp luôn, tuyệt vời quá cả nhà ơi. Sư đang đi ở phía bên kia đường đấy cả nhà. Nếu có ai đến cúng dường thì em sẽ ghi hình cho cả nhà mình xem. Sáng hôm nay Nha Trang trời đẹp, hôm qua thì Nha Trang đổ cơn mưa rất là to luôn. Nhưng mà hôm nay thì trời đẹp hơn rồi. Sư đang đi bộ hành bên kia đường cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Buổi sáng nắng lên trời rực rỡ luôn. Hôm nay trời rất là đẹp. Không biết chiều nay có mưa hay không. Về chiều bữa giờ thì Nha Trang hay đổ mưa lắm. Nhưng mà buổi sáng thì nắng lên rất là tuyệt vời luôn. Thành ra rất là thuận lợi cho các sư đi bộ hành phẫu thuật. Không có lo lắng gì về thời tiết vào buổi sáng cả. Những bước chân khoan thai nhẹ nhàng, ung dung tự tại của sư Minh Tánh đang đi trên đường tại thành phố Nha Trang. Sư đi đẹp quá cả nhà, bước chân rất là đẹp luôn. Em sẽ đứng ở bên này để ghi hình cho cả nhà mình cùng xem. Xin chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ, bình an và nhiều may mắn. Sư đang đi rất là đẹp luôn cả nhà. Hình ảnh về sư Minh Tánh nha nhà ha. Sư đang bộ hành trên đường tại Nha Trang. Bước chân phăng phắc của sư, tuyệt vời quá. Cả nhà nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh nha, để nhận các thông báo khi có các video mới mỗi ngày nha cả nhà. Mỗi ngày thì em sẽ cố gắng ra thật nhiều video để chia sẻ về hình ảnh của các sư đang tu tập tại Nha Trang. Tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng gì đến vấn đề tu tập của sư cả, bởi vì mình đứng thật là xa luôn cả nhà, rất xa luôn, cách sư gần cả 100 mét. Và zoom lại gần để ghi hình cho cả nhà mình xem thôi. Giống như một người đi đường thôi cả nhà, không ảnh hưởng gì vấn đề tu tập của sư cả. Sư vẫn rất đi bộ hành một cách thoải mái nhẹ nhàng. Thưa sư, có một vị Phật tử ghé vào đây, không biết là có chuyện gì, có cúng dường cho sư hay không. Sư vẫn đang tiếp tục di chuyển cả nhà, về hướng trên đường quốc lộ. Em sẽ cùng xem. Tuyệt vời quá cả nhà nha. Hình ảnh cả nhà đang xem là hình ảnh về sư Minh Tánh, người đang đi bộ hành tại thành phố Nha Trang. Kính thưa cả nhà, sư vẫn đang đi rất là chậm rãi ha, và khoan thai, bước chân nhẹ nhàng phăng phắc trên đường tại thành phố Nha Trang. Sư cũng nói rồi, mỗi lần mà gặp sư ghi hình thì hãy đứng thật xa ha, để không ảnh hưởng đến những bước chân như là quá trình đi sư đi phẫu thuật. Thành ra là cũng tuân theo pháp chỉ của sư thì em đứng rất là xa luôn cả nhà xem, là em đứng tút bên này đường ha, không hề ảnh hưởng gì đến sư cả. Để sư một mình đi phẫu thuật trên đường, mình đứng thật xa để ghi hình lại cho cả nhà mình xem những hình ảnh thật đẹp về những bậc thiền tu, những bậc chân tu cả nhà. Sư vẫn đang đi rất là nhanh luôn. Mấy hôm bữa thì sư đi trong chánh niệm thì đi rất là chậm. Hôm nay sư đi bộ hành một cách bình thường cả nhà, những bước chân phăng phắc trên đường.
đi rất là nhanh cả nhà nha. Xin chúc sư luôn dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe và thành công ở trên cái con đường tu tập của mình ha cả nhà ha. Em cũng xin mến chúc sư luôn thật là dồi dào sức khỏe và hành thông trên con đường tu học. Con xin chúc sư như vậy ha. Và những hình ảnh cả nhà đang xem là hình ảnh về sư Minh Tánh, một người đang tu học tại Nha Trang, tuyệt vời luôn cả nhà. Nãy giờ thì cũng chưa thấy Phật tử nào cũng dường cho sư cả, nếu có thì em sẽ ghi hình cho cả nhà mình xem. Đấy cả nhà, sư vẫn đang đi rất là đẹp trên đường tại Nha Trang luôn, những bước chân thoăn thoắt trên đường cả nhà nha. Đã, xin mến chúc sư thật luôn là bình an, nhẹ nhàng và luôn gặp nhiều điều hanh thông trong cuộc sống cũng như là trong quá trình tu học của mình nha sư. Đấy, cả nhà thấy bước chân của sư không? Rất là thoăn thoắt nhẹ nhàng trên đường vào buổi sáng đi Phật thực. Hôm nay thì nãy giờ thì vẫn chưa thấy Phật tử nào cũng dường cho sư cả. Sư vẫn đang ôm mình bác và đi xuống phía dưới này cả nhà. Hôm bữa thì đã nói cho để kiếm cho sư một cái túi để đựng mình bác cả nhà. Và chắc có lẽ thì khi nào có thì em sẽ mang lên cho sư. Rất đẹp cả nhà nha, bước chân thoăn thoắt của sư trên đường. Tuyệt vời quá. Đấy cả nhà, sư vẫn đang đi bộ xuống phía dưới quốc lộ cả nhà nha. Đường rất là nhà, đi rất nhanh luôn. Sư vẫn đi bên này đường cả nhà, em đứng bên này đường ghi hình cho cả nhà mình coi. Đó, bước chân tuyệt vời của sư Minh Tánh, sư đang đi rất là nhanh trên đường thoăn thoắt tại thành phố Nha Trang. Hôm nay sư mặc cái áo rất là đẹp luôn, màu vàng kết hợp với màu nâu, màu vàng, màu xanh, ba màu. Hôm bữa thì có kết hợp với màu đỏ nữa. Mỗi ngày sư mặc một cái bộ y, có thể là vài ngày sư thay một bộ cả nhà. Kết hợp với một cái túi màu nâu và một cái y bát màu trắng nữa. Cả nhà nhớ like, chia sẻ video, em sẽ đồng hành với cả nhà trong các thước phim video về hình ảnh sư Minh Tánh tại Nha Trang. Đó, sư vẫn đang đi bộ hành trên đường cả nhà, rất đẹp luôn hình ảnh về sư Minh Tánh tại Nha Trang nha. Xin chúc sư thật dồi dào sức khỏe và nhiều thành công trong công việc. Có một vị Phật tử đến cúng dường cho sư nè cả nhà, đẹp quá cả nhà ơi. Xin chúc cho em thật là nhiều phước báu ha, và mạnh khỏe trên con đường làm ăn cũng như là hanh thông trên mọi việc. Xin cảm ơn cả nhà ha, sư vẫn tiếp tục đi cả nhà ha. Nãy giờ thì chỉ có hai người mới cúng dường cho sư thôi. Kính thưa cả nhà, đây là hình ảnh về sư Minh Tánh nè. Sư đang đi bộ hành tại Nha Trang, sư đang đi qua đường nữa cả nhà, rất đẹp luôn, tuyệt vời cả nhà ha. Những bước chân thăng thấp của sư trên đường luôn để lại trong lòng chúng ta những cái điều gì đó rất đặc biệt cả nhà. Xin kính chúc sư thật là nhiều phước báu, nhiều sức khỏe cả nhà nha. Có một vị Phật tử lại đến muốn cúng dường cho sư nữa nè cả nhà. Đó, thì cúng cho sư cái gì đây không biết nữa, rất là nhiều đồ ăn luôn. Đó, rất là tuyệt vời ha. Xin cảm ơn chị và chúc chị nhiều phước báu ha, gia đình luôn bình an. Rất tuyệt vời cả nhà. Hình ảnh về sư Minh Tánh, người đang đi bộ hành một cách khoan thai nhẹ nhàng tại thành phố Nha Trang. Rất quá sức là tuyệt vời luôn. Rất đẹp cả nhà. Và buổi sáng thì sư cứ đi bộ và phúc thực thôi, ung dung tự tại giữa mỗi đường phố đông người, hầu như thì cũng không ai để ý đến sư cả, bởi vì không gây tập trung chú ý, thành ra thì họ cũng chẳng ai để ý cả nhà ha. Sư vẫn nhẹ nhàng một mình phúc thực thôi, rất là đẹp cả nhà ha. Bây giờ thì em sẽ đi theo và để ghi hình cho cả nhà mình xem hình ảnh về sư Minh Tánh tại Nha Trang. Sư đang đi bộ hành phía trước đây cả nhà, rất đẹp luôn. Những bước chân rất đẹp của sư Minh Tánh đang đi bộ hành tại Nha Trang. Tuyệt vời quá cả nhà. Xin chúc sư thật dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường tu học của mình cả nhà. Em đứng rất là xa cả nhà nha, cả nhà xem này, nó rất là xa luôn, không ảnh hưởng gì đến phần tu tập của sư cả. Và zoom lại thật gần nha cả nhà. Những bước chân rất là khoan thai, thân thấp của sư Minh Tánh đang đi trên đường tại Nha Trang. Không biết hôm nay sư có về cốc thọ thực hay không, bởi vì hiện tại sư đã đi rất là xa cái cốc của mình rồi. Tí nữa thì hữu duyên thì em sẽ gặp và hỏi sư xem thế nào. Đấy, có một vị Phật tử cúng dường cho sư cả nhà, xin chúc sư nhiều phước báu nha. Tuyệt vời quá, rất đẹp luôn cả nhà, chị đưa cho sư rất là nhiều trái cây luôn. Cảm ơn chị rất nhiều nha chị. Sư lại tiếp tục bộ hành cả nhà, một hình ảnh rất đẹp tại thành phố biển Nha Trang, nơi mà được sư Minh Tánh chọn làm nơi mà ở để tu trì tu học. Xin chúc sư sớm đạt thành chánh quả cả nhà nha. Đây cả nhà, sư vẫn đang bộ hành trên đường cả nhà nha, những hình ảnh rất đẹp về sư Minh Tánh, người đang thất thực tại Nha Trang. Tuyệt vời luôn, sư đi bộ chậm rãi luôn cả nhà nha, rất đẹp luôn cả nhà. Đây, những bước chân tuyệt vời của sư Minh Tánh cả nhà nha, những bước
trông nhẹ nhàng trên đường tại Nha Trang. Sư vẫn khoan thai nhẹ nhàng trên đường cả nhà, thật đẹp luôn. Xin chúc sư luôn thành công và sớm đạt thành chánh quả. Hôm nay thì sư đi rất là xa cả nhà nha, sư đi rất là xa cái cốc của mình luôn, thì chắc chắn là hôm nay sư sẽ thọ thực ở bên ngoài rồi, không có thọ thực ở tại cốc đâu cả nhà. Không, chắc chắn là như thế rồi. Tí nữa mà nếu đến nơi thọ thực của sư mà hữu duyên thì em sẽ ghi hình cho cả nhà mình cùng xem. Không biết là sư đã cất thực đủ hay chưa cả nhà. Sư vừa đi qua chỗ chiếc xe bắn trái cây. Đấy, hình ảnh cả nhà đang xem là hình ảnh về sư Minh Tánh, một người đang đi bộ hành tại Nha Trang cả nhà nha. Bước chân rất là đẹp luôn. Xin chúc sư luôn mạnh giỏi trên con đường tu học của mình và sớm tu thành chánh quả và đạt được những cái mong ước của sư trên con đường tu học. Tới đây thì em cũng xin tạm dừng video sáng nay nha. Xin kính chúc cả nhà thật là dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận các cái thông báo khi có các video mới về sư Minh Tánh ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Chào tạm biệt.